Xây nhiều nhà đến chưa? Này mới có cái dạ à? Dạ đó à? Thôi để chú em xuống nói với chỗ anh Toản á. Rồi cái phương án là bây giờ cách cái lỗ đó, cách đi để làm thang lên. Cách bên này nè, ở dưới đi lên thì cách bên tay phải. Lên tới đây mình đi vòng qua đây, cách chỗ ngay chỗ chú ngồi á, bên tay trái. Xong qua nó là qua tay phải. Chéo trả lên đỡ xuống lại đó. Chứ cái này là không làm là không có được đâu, cực lắm. Sau này thi công rồi, bọn em thi công thứ nhất là thứ hai nữa là chủ nhà sau này lúc mà vô hoạt động chủ nhà bảo trì bảo dưỡng rồi không chịu nổi đâu. Tôn này tôn bio, tôn cách nhiệt này được tốt lắm mà giá mắc lắm, mấy trăm ngàn mét vuông, ba sàn 300 mét vuông. Này là về ngang 5 dài 20, một sàn, hai sàn, ba sàn, từng trệt cỡ. Mấy cái cửa này là sau này mình sẽ làm một cái cánh này từ đây này, đây xuống đây khoảng từ 6 tấc đến 8 tấc. Cái cửa chắn ngang qua, cái cửa chắn ngang qua cho ánh sáng. Thông hơi, lấy gió trực tiếp, gián tiếp. Lấy gió gián tiếp. Ở dưới anh tới này đi, anh là khoảng một tuần nó hoàn thiện phải không? Một tuần nữa rồi tới đây em quản lý rồi.